Chào các bạn, đây là cây mận đen ở nhà của mình. Khi mà nó còn trái, nó còn nhỏ thì nó xanh mà cái đít nó hồng hồng. Khi nó lớn lên, nó chín thì nó bắt đầu lớn lên, nó mature fruit thì trái nó màu đỏ. Mà khi nó chín để ready to eat thì trái nó màu đen, đỏ đậm, thiệt là đậm và đen. Nó không có hột, thịt dày cơm, nó rất là nhiều nước và rất là ngọt. Cây mận đen này từ Indonesia mình mua cái giống ở đó qua mình trồng tới bây giờ đó các bạn. Để mình cho các bạn coi nó đang ra hoa. Nó bắt đầu ra hoa thì mình bón phân cho nó để cho nó ra hoa, rồi mình không có tưới nước nó 2 tuần để cho cái màu lá nó vậy nè các bạn. Cái màu lá nó vàng nhạt nhạt vậy nè, mà nó rủ xuống, nó muốn héo đi đó, thì bắt đầu mình mới tưới nước nhiều, thật là nhiều vô cho nó thì nó sẽ trổ ra hoa. Bây giờ thêm khoảng chừng 1 tuần nữa là mình sẽ tưới nước cho nó các bạn, tại mình cắt nước cho nó 1 tuần rồi. Cây này thì cũng được 7 năm, trồng cũng được 7 năm. Cái gốc nó bự vậy nè các bạn, mà tại vì nó bị kẹt ở trong cái hàng rào này cho nên nó không có phát triển bự rộng ra, cho nên nó cũng hạn chế food. Để khi mà nó ra hoa thì nó ra hoa nhiều hơn và nó kết trái thì mình sẽ để làm cái clip nữa để cho các bạn coi cái hoa nó như thế nào, nó nở ra như thế nào. Cái này thì mình hôm nay mình sẽ chiết cành nha. Mình e lê rèn 1-2 nhánh để mình để dành để giống. Liền bây giờ là tháng 5 2022, 15 tây tháng 5, 17 tây rồi, tháng 5 2022 thì mình chưa có chiết gì hết. Bây giờ mình bắt đầu đi chiết cành e lê rèn cho nó. Mình sẽ chiết ra 2 cành, chiết nhiều quá nó sẽ yếu sức các bạn. Mình chiết 2 cành để mình lấy giống. Hẹn gặp lại các bạn cái video tiếp theo để mình follow up coi nó ra hoa và nó sẽ ra trái bé bì nha.